Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhận được bản danh sách từ ông Philippe Chusier, gồm 18 cầu thủ dự kiến tham gia U23 Đông Nam Á 2023 và ASEAN 19. Ông Tuấn tiết lộ rằng đây là những cầu thủ triển vọng nhưng hiện chưa có nhiều cơ hội thi đấu ở cấp câu lạc bộ. Một ví dụ là hậu vệ Võ Minh Trọng, người đã tham gia U23 Doha Cup và SEA Games nhưng ít có cơ hội thi đấu ở Đồng Tháp. Những giải đấu như vậy sẽ cung cấp điều kiện tập luyện và thi đấu cho các cầu thủ. Nếu duy trì phong độ và thi đấu xuất sắc, huấn luyện viên Philippe Chusier sẽ cung cấp thêm cơ hội cho họ trong tương lai. Đáng chú ý, danh sách không bao gồm các cầu thủ Việt kiều như Nguyễn An Khánh và huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã giải thích điều này. Với việc tham dự giải đấu, việc đăng ký và chọn cầu thủ không chỉ là một quy trình đơn giản. Đội tuyển cần chuẩn bị một danh sách diện rộng từ trước và lựa chọn cầu thủ phù hợp. Đối với cầu thủ Việt kiều, họ thường gặp khó khăn về thủ tục bao gồm cả vấn đề hộ chiếu khi muốn tham gia đội tuyển U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự U23 Đông Nam Á 2023 tại Thái Lan vào tháng 8, trước khi tham gia ASEAN 19 ở Trung Quốc một tháng sau đó. Đội tuyển U23 tham dự vòng loại U23 châu Á 2024 sẽ do huấn luyện viên Philippe Chusier chỉ đạo. Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, đã đề ra kế hoạch phát triển đội tuyển trẻ trong lộ trình 5 năm. Mục tiêu là xây dựng một đội tuyển trẻ mạnh mẽ và tham gia nhiều giải đấu. Để đạt được điều này, việc chia sẻ công việc và hợp tác với huấn luyện viên Philippe Chusier là rất quan trọng. Điều này sẽ giúp đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam có đội hình mạnh mẽ tham dự các giải đấu như U23 châu Á và cả World Cup. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết rằng ông đã có thời gian làm việc với huấn luyện viên Chusier tại trung tâm PVF và đã có những liên hệ chặt chẽ thông qua các giải đấu đội tuyển trẻ. Cả hai đồng lòng trong chiến lược, triết lý và mục tiêu tìm kiếm những cầu thủ tốt nhất cho U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam.